Đẩy ngực được bao nhiêu ký anh? Trước đây thì đẩy khoảng 1 tạ 2, chứ bây giờ thì khoảng phân nửa, 60 ký. Nói chung ảnh là người thể thao, tại vì thầy yoga mà. Con người cũng rất là khỏe ha. Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiều. Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Mối tình nào dài nhất? Dạ mối tình sau này là 4 năm. 4 năm. Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng. Vài tháng. Dạ. 7-8 mối rồi đó. Tại sao 4 năm mà mình chia tay nhau? Lúc quen thì cái người đó không có nói thật. Sau khi 8 tháng sau thì em mới phát hiện người đó có một cái đứa con. Thì em muốn vẫn chấp nhận, nhưng mà vô tình em nhìn thấy cái điện thoại của cổ có những cái tin nhắn qua lại với cái người đó đó. Thì em mới hỏi thì cái người nhắn tin là như thế nào, thì cổ mới nói là bồ cũ của cổ. Thì em nói nếu mà còn qua lại thì bây giờ em giải quyết xong đi rồi ra Vũng Tàu của anh, còn nếu không thì mình chấm dứt. Cái cô gái bên đây á, cô rất là cá tính. Em có thích mẫu người phụ nữ mà mạnh mẽ và cá tính không? Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói, không cái biết cái đúng cái sai, thực tế. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ là mối tình hôm qua một mối duy nhất cô. Tại vì thiệt không vậy? Em nói thiệt, tại vì một mối duy nhất. Tại vì em cũng thích về thiền á, em cũng thích về tâm linh, cho nên thành ra là tần số của em rất khó bắt sóng. Vậy đó hả? Em đúng rồi. Cái người đó là quen nhau chính thức luôn. Chỉ thoáng qua? Chỉ thoáng qua bạn bè thôi cô. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Tại vì nếu có quen là... Có đẹp gì nè, mà biểu một mối tình thoáng qua thiệt, là sao? Em nói thiệt luôn. Tại vì phải bắt đúng tần số của em á, em mới chịu. Có nghĩa là bạn bè thì có thể âu bành, có thể ai cũng được. Nhưng mà về bạn đời hay là chồng hay là như thế nào đó thì phải đúng tần số, phải mối tình thoáng qua thôi chứ chưa có... Chưa sâu đậm gì hết luôn. Dạ, chưa sâu đậm gì hết. Bao nhiêu năm? Chắc cũng khoảng cả 5-6 tháng à. 5-6 tháng cũng phải thoáng qua đâu. Nói chung là cũng có một mối tình rồi, cũng có trải nghiệm tình yêu. Anh bên đây thì hơi nhiều chút xíu. Trường hơi dày dặn phải không anh? Thấy có 7-8 người. Có 7-8 người chứ mấy. Rồi bây giờ muốn cái người đó là phải như thế nào? Thì em cũng mong muốn là bạn nam bên kia thích chơi thể thao. Rồi, có. Trời, thể thao quá trời. Body săn chắc một xí. Săn chắc luôn. Chắc chắn yoga là săn chắc rồi. Biết tập tạ là một điểm cộng. Biết tập tạ luôn. Mà đẩy tạ luôn đúng không? Với hơn nữa là về mặt mày thì cũng không đòi hỏi gì chứ. Chỉ cần là có đôi môi sexy thì càng tốt. Đôi môi sexy? Có đôi môi nào được sexy không? Đôi môi sexy không? Sexy là cái môi phải dày. Nó dày ra đó. Cái môi nè, cái môi phải dày, phải mọng, đánh son bóng á. Sexy. Dày mọng xong là lâu lâu nhếch mép lên vậy nè. Wow. Trời ơi cưng quá vậy trời. Mời nhà trai. Rồi mời em trai ngồi. Trời dễ thương quá. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Dạ xin chào khán giả trong trường quay, xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào bạn nam có mặt ở bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại em là nhân viên văn phòng ở quận 1. Quê em ở Cà Mau. Quê ở Cà Mau hả? Dạ đúng rồi ạ. Vậy nhìn cứ tưởng em là giống như là ở trên cái miệt mà ở trên cao cao á. Tại vì cái nét của em là giống cái cô hoa hậu Hờ Y Nen. Hờ Hèn Y Nen. Dạ ai cũng nói vậy hết trơn cô. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Thành An, hôm nay 36 tuổi. An làm nghề gì? Dạ lái xe với dạy yoga. Dạ yoga bình hay là yoga? Dạ yoga tập á. À yoga tập hả? Dạ anh tưởng đâu nó nghe cho nó rõ ha. Ủa sao thầy yoga mà cột hơi bị yếu vậy cưng An? Hơi yếu nhưng sức khỏe cái mạnh cột hơn mình phải cột hơi mình phải bật ra phải có nội lực không? Giống như là anh Quyền Linh vậy đó, anh đâu có tập một miếng thể thao thể dục nào đâu. Anh là thầy bơm ga. Rồi, em làm ở quận mấy? Dạ không em ở Vũng Tàu anh. Vũng Tàu hả? Dạ Vũng Tàu để tham gia chương trình luôn. Dạ cái điểm mạnh và điểm yếu của mình? Dạ chắc điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn? Dạ tại vì cô thấy là em khá tự tin. Thì nói chung cái điểm mạnh có thể dễ thấy nhất của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Ngoài ra là em có tinh thần rất là chịu khó học hỏi. Có nghĩa là nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thì em học cái đó. Vậy đó hả? Thì cái đó giống như là điểm mạnh của tất cả các điểm mạnh này cô. Dạ. Rồi còn cái điểm chưa mạnh?
À, điểm chưa mạnh thì mọi người có thể nhận thấy rõ là cái giọng của em nó hơi giọng nam trầm, cho nhiều khi em cũng không có tự tin với cái chất giọng này. Có nghĩa là khi nói chuyện điện thoại á thì người ta hay xưng em bằng anh. À, cái trời kiểu ơi, như vậy. Cưng à, cái giọng của Cưng nó còn trong khe hơn cái giọng của chị nhiều. Giọng của chị là giống như là 100 người nói chuyện điện thoại là đều nói dạ anh ơi em đang có dự án này. Dạ, nhưng mà mình cũng tụt mút cô. Không, cái đó không phải là điểm yếu. Điểm yếu thứ hai là em cũng không có khéo tay lắm. Cũng ít nấu ăn. Điểm yếu thứ ba của em là em cũng hơi nóng tính á. Có nghĩa là khi mà có cái việc gì đó thì cứ sừng cò lên cái đã. Rồi từ từ tâm mình mới dịu lại. Vậy ha, cái sững cò là cỡ nào? Thì chỉ có mắt trợn to tròn lên thôi, mắt lên rồi hét lớn lên. Không có hét đâu cô, xong hát. Rồi sau đó nó rụi lại. À vậy hả? Dạ. Còn bây giờ em nè, em có thấy mạnh và điểm mạnh, điểm yếu gì? Tức là em thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, chợ búa thì những cái điều đó em làm được hết. Thứ hai thì em có thể là chơi những cái môn thể thao, đá bóng hoặc là thể hình hay là đá cầu. À, anh chơi thể thao là anh chơi có thường xuyên không vậy anh? Tại vì hầu như đá cầu là ngày nào cũng phải đá, có khi một ngày đá 2 buổi. Còn thể hình thì vẫn duy trì hàng ngày. À, anh đẩy ngực được bao nhiêu ký anh? Trước đây thì đẩy khoảng 1 tạ 2, chứ bây giờ thì khoảng phân nửa, 60 ký. Nói chung anh là người thể thao, tại vì thầy yoga mà. Dạ. Con người cũng rất là khỏe ha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiều. Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Dạ, mối tình sau này là 4 năm. 4 năm? Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng. Vài tháng? Dạ. 7-8 mối rồi đó. Tại sao 4 năm mà mình chia tay nhau? Lúc quen thì cái người đó không có nói thật. Sau khi 8 tháng sau thì em mới phát hiện người đó có một cái đứa con. Thì em muốn vẫn chấp nhận, nhưng mà vô tình em nhìn thấy cái điện thoại của cổ có những cái tin nhắn qua lại với cái người đó đó. Thì em mới hỏi thì cái người nhắn tin là như thế nào, thì cổ mới nói là bồ cũ của cổ. Thì em nói nếu mà còn qua lại thì bây giờ em giải quyết xong đi rồi ra Vũng Tàu của anh, còn nếu không thì mình chấm dứt. Cái cô gái bên đây á, cô rất là cá tính. Em có thích mẫu người phụ nữ mà mạnh mẽ và cá tính không? Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói không, cái biết cái đúng cái sai thực tế. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ là mối tình hôm qua một mối duy nhất cô. Tại vì thiệt không vậy? Em nói thiệt, tại vì một mối duy nhất. Tại vì em cũng thích về thiền á, em cũng thích về tâm linh, cho nên thành ra là tần số của em rất khó bắt sóng. Vậy đó hả? Đúng em rồi. Cái người đó là quen nhau chính thức luôn? À, hay là chỉ thoáng qua? Chỉ thoáng qua bạn bè thôi cô. Trời tại đất vì... ơi, vậy luôn á hả? Tại vì nếu có quen là... Em có đẹp vậy nè, mà biểu một mối tình thoáng qua thiệt, là sao? Em nói thiệt luôn. Tại vì phải bắt đúng tần số của em á, em mới chịu. Có nghĩa là bạn bè thì có thể open, có thể ai cũng được. Nhưng mà về bạn đời hay là chồng hay là như thế nào đó thì phải đúng tần số, phải bắt mối tình cái tần thoáng số. Qua thôi chứ chưa có... Chưa sâu đậm gì hết luôn. Dạ, chưa sâu đậm gì hết. Bao nhiêu năm? Chắc cũng khoảng cả 5-6 tháng à. 5-6 tháng cũng phải thoáng qua đâu. Nói chung là cũng có một mối tình rồi, cũng có trải nghiệm tình yêu. Anh bên đây thì hơi nhiều chút xíu. Trường hơi dày dặn phải không anh? Thấy có 7-8 người. Có 7-8 người chứ mấy. Rồi bây giờ muốn cái người đó là phải như thế nào? Thì em cũng mong muốn là bạn nam bên kia thích chơi thể thao. Rồi, có. Trời, thể thao quá trời. Body săn chắc một xí. Săn chắc luôn. Chắc chắn quá, yoga săn là chắc. Săn chắc rồi. Biết tập tạ là một điểm cộng. Biết tập tạ luôn. Mà đẩy tạ luôn đúng không? Với hơn nữa là về mặt mày thì cũng không đòi hỏi gì chứ. Chỉ cần là có đôi môi sexy thì càng tốt. Đôi môi sexy? Có đôi môi nào được sexy không? Đôi môi sexy không? Sexy là cái môi nó phải dày. Nó dày ra đó. Cái môi nè, cái môi phải dày, phải mọng, đánh xong bóng á. Sexy. Dày mọng xong là lâu lâu nhếch mép lên vậy nè. Đó. Không được. Môi sexy. Môi bể. Môi sexy là sao ta? Cái môi sexy là vậy nè, đúng không? Đúng không nha? Môi cái đều môi gợi cảm. Bể xuống nè, cái môi dưới nè, bể xuống như nè. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Exactly, chính xác luôn á cô. Chính xác không? Dạ. Chính xác không? Đó, dạ. Gọi là môi sexy. Giờ, bây giờ tôi mới biết đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất không? Nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Yeah. Môi ừ. Hèn chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa. Mắc dạ. Cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao phụ về ngoại hình ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta? Ta mê cái gì sexy thì môi sexy. Mắc
cười. Tôi khoái lộ mũi sexy rồi. Mũi bự lên. Có em môi á, anh này là môi sexy. Yeah. Đảm bảo. Tôi không biết môi nha. Bạn này là môi sexy, môi bể bể ra đó. Tôi không biết môi sexy nào nhưng mà đại khái để hồi tự người ta đánh giá thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ruột với anh rể ạ. À, em tên là Trần Thị Liên, em là chị gái của bé Thảo ạ. Em thấy sao hai người sao nè? Dạ trước tiên thì em thấy cũng có một ít điểm chung là anh này trầm tính thì bù lại em gái của em nó nóng tính. Anh này với em gái của em thì nói chung là thích thể thao. Nói chung là ngoại hình thì em coi cũng được. Cũng được ha. Dạ. Rồi cảm ơn thằng gái. Rồi thằng trai em đi với ai? Dạ em đi với hai chị với người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em tên là Tuấn, là bạn của An. Dạ em thấy chị gái bên đây rất là dễ thương. Đẹp ha, đẹp. Dạ, rất quá là đẹp. Trời. Mà tính tình cũng vui vẻ nữa. Em thấy hai người cũng có vẻ hợp tính cách với nhau. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi thôi mở rào đi. Mở rào đi. Cặp này họ tự quyết định đi. Okay, ha. Ok, ok, vậy mở đi. Mở rào. Dạ, cảm ơn cô. Chào anh. Đến với chương trình hôm nay thì em có món quà tặng cho anh. Anh có đoán được trong đây là gì không? Cho anh sờ thử. Cái này là gạo. Ồ, chính xác ta. Trời ơi. Chính xác ta. Trời ơi. Ủa sao lấy lại hả? Kỳ vậy? Không, để em nói em thuyết trình một xí về cái món quà mà em tặng đó cô. Thì trước tiên em đem tới cho anh một cái món quà vừa bổ thân mà vừa bổ tâm. Thì như anh biết á, gạo lứt nó có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của mình. Thì hôm nay gặp nhau như một cái duyên á, em cũng hy vọng là anh cũng luôn giữ gìn sức khỏe tốt để có thể là làm công việc nó ổn, nó ok. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều nha. Bên cạnh đó thì cái cuốn sách này là Lực Hấp Dẫn á, thì anh có nghe nói tới cái này chưa? Cũng chưa, bây giờ mới thấy. Nhưng mà giờ em nghĩ là nhờ nó em mới gặp được anh. Có nghĩa là mình tác ý một cái điều gì đó thì tự động vũ trụ sẽ mang người đó đến gặp mình. Thì em hy vọng là sau khi anh đọc cuốn sách này á, anh muốn một cái điều gì á, anh có thể tác ý để cho cuộc sống mình suôn sẻ và hạnh phúc hơn. Trời đất ơi, một bên tặng gạo, một bên tặng rau. Trời ơi, hai người này đó. Thí. Rồi, còn đây thì món quà rau củ thôi. Dạ. Nhưng mà này nó có ý nghĩa. Thì ở đây là có cay, đắng, ngọt, bùi, nó có đủ hết. Dạ. Thì cũng hy vọng, này cũng như là thay lời không nói, gửi tặng em. Dạ, dạ rồi, em dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, ở đây có cái này thì... Wow, đeo luôn đi cưng, đeo luôn. Anh có thể đeo cho em được không? Cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương. Còn đây thì em có nữa, quà quá trời quà tặng anh MC Quyền Linh. Chà chà. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em tặng cho chị. Rồi chị cảm ơn nha. Chiếc vòng cầu hôn. Chết rồi, nè nói nghe nè, túi Linh đeo vòng cặp đó, đi đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi. Có là đeo. Cảm nghĩ về như thế nào? Thì anh nói anh có chơi thể thao á, anh có thể hít đất cho em xem được không? Tại vì cái này là test được. Được nha. Dạ. Oh, 10 cái thôi anh. Rồi, thôi được rồi, để còn sức mà nói chuyện. Rồi, 10 cái thôi anh. Xin cho bạn nam một tràng pháo tay ạ. Con bé này nó lanh lợi ghê á nghe. Vậy tính cách của anh khá trầm nhưng mà anh thấy là tính cách của em khá sôi nổi á. Thì anh có cái quan ngại gì không anh? Không, tức là mỗi cái anh đều hòa hợp được. Tức là mặc dù là trầm nhưng mà ví dụ như trong cái cuộc vui đó mình vẫn theo được. Cuộc nói chuyện hoặc là mình đi chơi đâu đó thì vẫn hòa nhịp với người ta được. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng mình á thì mình muốn cái mẫu người như thế nào để cho nó mít mát với mình? Tức là một cái người đó cũng thế, trầm tính giống như mình nhưng mà không phải là trầm tính gặp ai cũng trầm tính, tức là khi mình tới một cái địa điểm nào đó thì mình phải hòa nhập được với người ta. Chứ không phải là mình trầm mà mình ngồi đó tự lừ là không được ha. Nhưng mà vấn đề là em không khéo tay, em không có thể nấu ăn giỏi á, thì anh có thấy cái lo lắng mà về nấu vấn đề ăn đó? Không, nó không có quan trọng. Tức là nếu một người phụ nữ á nấu ngon hay dở á, điều đó không quan trọng nha. Chỉ cần biết nấu là được. Còn ngon hay dở là lúc đó là để anh chỉ. Tại vì chứ đây anh cũng có là nấu bếp á. Nấu bếp rồi cũng vì là sát sanh á, nên không có làm nữa. Hiện thời thì em ở Thủ Đức á,
Còn anh ở Vũng Tàu á, theo anh thì một tháng mình gặp nhau có bao nhiêu lần thì nó phù hợp? Có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật á, nếu mà rảnh á thì có thể là anh dưới chạy lên, còn hoặc là nếu mà ở dưới anh có công việc á thì em trên này chạy xuống. Nói chung nam nữ thì phải cư xử cho bình đẳng, chứ không phải mình bắt người nam chạy từ dưới lên ngày nào cũng bắt như, hay là tuần nào cũng vậy. Mình bây giờ người ta nói nam nữ bình đẳng đúng không? Thì mình lên được thì người nữ cũng phải xuống được, đúng chưa? Mình bàn tới cái chuyện nếu như mình hiểu nhau, mình bấm nút, mình hẹn hò thì khoảng bao lâu mình đến với nhau được, kinh tế như thế nào, rồi con cái ra sao, mình bàn thử xuống luôn đi. Có nghĩa là chỉ cần hai đứa hợp thôi, lúc nào bạn nam kia muốn thì em vẫn có thể đáp ứng. Trong em thì khoảng từ 1 năm cho tới 3 năm. Tại vì riêng em bản thân nam thì dễ lắm, nhưng mà phụ nữ người ta lỡ dở thì thiệt thòi cho người ta. Đúng rồi. Nên bởi vậy là em muốn cái người đến với em phải tìm hiểu em kỹ, tức là phải tìm hiểu kỹ ra hẳn đến với em, chứ không có đâu phải giỏi. Bây giờ em cảm nhận cuộc nói chuyện này như thế nào? Em cảm nhận người đối diện đi. Em thấy là nó hơi có sự không connect với nhau lắm. Như tính cách em sôi nổi thì em cần cái người nào đó open hơn. Còn anh nam bên đây thì ảnh hơi thực tế. Còn em trai, em thấy người đối diện em thế nào? Thì nói chung là có hơi lanh lợi, hoạt bát. Em gặp nhiều người như vậy á thì em đỡ phải chỉ, thì nó đỡ mệt cho em hơn thôi. Thì em cũng muốn gặp người như vậy. Anh có món quà gì, tiết mục văn nghệ gì tặng cho em không? Bây giờ thì em hát nói bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây chanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái chanh nghèo, về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba để em đó. Chị hỏi em nè, cái này có phải là thay lời muốn nói của em không, hay là em thích cái bài này là em hát? Giờ nói thiệt trong lòng mình nè. Em hát cũng giống như chị nói là em muốn nói như vậy á. Bạn dùng cái bài hát đó để bạn nói cho em hiểu rồi. Dùng cái bài hát của em để cho bạn nam tiếp tục suy nghĩ là có chọn em hay không. Em xin phép cái bài Mắc Cười hay Trường Quay. Dạ em bắt đầu em. Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức. Dáng anh hôm nào chợt đi ngang qua mắt tươi xinh cười. Ta tìm anh trên con phố ấy, ta đợi anh góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin anh hãy quay về đây. Hỡi đôi mắt cười, chỉ một lần thôi khiến cho anh nhung nhớ. Nắng không trang hoa, vì thiếu sáng anh nên nắng vội đi qua. Hỡi anh đâu rồi, hãy quay về đây gặp em một lần nhé. Tiếng yêu ban đầu, hứa sẽ mãi mãi có anh bên đời. Thế này, vậy cho nó vui. Như thế này nè, anh thấy cô gái này năng động, tự tin, rất là thoải mái. Nhưng em đôi khi che giấu cảm xúc, đôi khi muốn nói cũng không nói. Mình vô thẳng đề luôn. Em có một chút gì rung động với cô gái kia chưa? Cũng có. Dạ. Thì thật... Như người ta đó là ta nói dạ có. Nhưng mà bạn này là bạn e dè, thế bạn phải xài cái chữ tức là nữa. Hồi trước giờ khi mà em nói chuyện với phụ nữ, em chưa bao giờ có một cái tình ý là để tỏ tình. Tức là... tình cảm của em tức là đến từ giai đoạn bạn trước rồi sau đó mới phát sinh tình cảm, chứ nó không thể là bây giờ mà nói để mà tỏ tình thì trước giờ em chưa làm điều đó. Đó là em nói thật sự chắc có lẽ em chưa gặp đối tượng của em rồi. Tại vì thật sự ra không phải là em ít nói, nhưng mà em nói cái gì cần nói em mới nói, chứ không phải là mình nói luyên thuyên rồi lỡ như mình nói ra là hư việc hết. Em không hiểu luôn. Thôi bây giờ mình kết thúc đi ha. Dạ. Chúng ta quyết định bằng nút bấm. Nếu cảm giác đây, đây nè, là người để chúng ta tìm hiểu, chúng ta bấm nút. Nếu mình cảm giác đây không phải là người để mình tìm hiểu, mình không cần bấm. Không phải ai đến đây chúng tôi cũng suối là phải bấm đâu. Bấm với sự rung động, bấm với trách nhiệm, bấm với những gì nó hợp với nhau. Nào, suy nghĩ thật kỹ, nhìn về phía trước. Ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian.
không ai bấm cả. Dạ. Chúng tôi đã nhìn thấy ngay từ đầu, bởi vì á là những cái cảm xúc ban đầu nó rất là quan trọng. Nếu gặp nhau nó có một chút gì đó mà nó thuộc về nhau, chúng ta cũng thấy được có một chút gì đó nó xa rời. Ngay từ đầu tôi đã nói là hai bạn là hai đường thẳng song song, thì chúng ta cũng muốn kết thúc ngay cái cuộc nói chuyện này ha. Mỗi người một tính cách, và anh nghĩ rằng là hai em nên cần làm bạn với nhau để chia sẻ với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn, biết đâu chúng ta sẽ là người bạn rất thân với nhau, đúng không? Nói chung là để tìm cho em một cái đối tượng mà em thích đó, là tìm rất lâu rồi, thích thể thao rồi yoga rồi tùm lum, để tìm rất lâu. Chúng tôi đã cố gắng kết nối hồ sơ gần như 60-70% hợp nhau rồi, nhưng yeah, vẫn còn 30% các bạn không hợp nhau. Yeah, đó là số mệnh. Yeah, rồi em cảm ơn chúc các bạn đó. Mỗi người sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Yeah, gạo ai nấy nấu, rau ai nấy xào. Dạ rồi em cảm ơn chương trình ạ. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy lọc mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi chúc các bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa mảnh ghép của mình. Yeah, và hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn nha. Yeah, rồi, chúc cảm may ơn mắn anh. Thành công. Yeah, cảm ơn các bạn. Cảm ơn trai vì chiếc vòng nha. Dạ. Yeah, yeah. Cảm ơn em luôn nghe cưng.